Quý vị có câu hỏi gì đó xin quý vị nhắn lên ha. Ở đây quý vị có câu hỏi gì quý vị đặt ra ha, hỏi gì cũng được, liên quan đến gia đình thì càng tốt, bám sát chủ đề đó nha. Cái việc mà học ấy, mình đừng có bao giờ mình nghĩ nó là một cái gì đó cực khổ. Mình mà ngồi mình so sánh cái việc học với cái chuyện mình đi làm thử xem mình biết nào cực khổ liền. Cho nên mình có cái cơ hội học đó, mình phải trân quý. Đó là một cái phước rất là lớn, không phải ai ta cũng có. Mình đi làm á thì mình có tiền, nhưng mình không có hiểu biết, không có hạnh phúc. Đúng, đó là cái ngành thượng thừa của tất cả các ngành đấy. Phải hơn chứ không? Phải hạnh phúc chứ, sao lỡ chứ. Cho nên á, ngành giáo dục á, ngành giáo viên á, là ngành thượng thừa trong các ngành là gì á? Ổn hành đi. Y là ngành độc hại trong các ngành. Tại dính tới nghề tà mạng. Cộng nghiệp với chúng sanh dữ lắm. Y cộng nghiệp với chúng sanh dữ lắm. Mình giúp cho chúng sanh khôn lên, chúng sanh đến với mình là nó trong trạng thái ngu dốt. Mình giúp người ta khôn lên được một xíu, mình có được một xíu xíu phước. Giúp ta khôn lên nhiều, mình có phước nhiều. Giúp không được thì ta vẫn là anh ta thôi. Cái giúp mình là chuyện của người ta, không phải chuyện mình. Nhưng mà đó, mình giáo viên mình mới có cơ hội mình học để mình biết điều đó. Còn tất cả những ngành khác có thời gian học đâu biết điều đó. Cho nên sai bét trên này. Khổ liền. Đó là lý do sao ai cũng cần phải học hết. Mà cái giáo viên là cái ngành mà học mỗi ngày. Ngày nào cũng được học hết. Ăn rồi học thôi. Đó là cái ngành sung sướng. Ngành sung sướng. Tiếc nghe nha. Tiếc một hồi. Bởi vì đó lý do sao mình chưa đi học gì đó. Đó có giờ thắc mắc hỏi tại sao mình chưa học gì không? Ừ. Đâu đó mà hả? Chính nhà còn học nữa ha. Vậy đề. Giờ mới hiểu đúng không? Quá muộn. Quá muộn. Con Ngọc nó quá muộn. Ờ, nhưng mà còn sống là mình còn cơ hội để làm lại. Còn gỡ được cho nên giờ cái học nè. Đấy, nghĩ là xuất hiện đây học nè. Đáng khen. Không mà học không đang được tới giờ. Ta còn quyết tâm ý chí đó. Học lần 2-3 nít không à. Vậy chắc phải thua thêm cái iPad nữa quá. Trời ơi á, cái máy tôi nó đứng luôn rồi quý vị ơi. Rồi tôi nghe cái màn hình lớn này, có gì để tôi vẫn hướng dẫn được. Nhưng mà vẫn còn thiếu ha. Đau đầu quá. Cái đó là tà kiến. Thì mình học mình biết rồi. Cái đó là tà kiến à. Mà khi mà người ta lấy cái tà kiến đó, người ta đem đi ra vòng vòng á, thì cái tà kiến đó, nó trở nên cố định. Cái tà kiến nó trở nên cố định. Mình rễ tâm từ cho người ta chị. Rễ tâm từ vì người ta không có hiểu biết, cho nên người ta tin mù quáng vào trong cái điều giống như vậy. Rồi người ta không có tìm hiểu thấu đáo. Điều đó là điều rất là đáng thương. Đó là một điều rất là đáng thương. Thì nếu như mà có cái điều kiện thuận duyên á, thì mình giải thích cho người ta hiểu. Còn nếu như không có điều kiện thuận duyên á, thì thôi chuyện của người ta làm, chuyện mình làm. Chứ nếu như mà không có cái sự phù hợp á, mà đôi khi mình nói á, cái người ta giận mình đó. Người ta giận rồi người ta nói này nói kia, rồi nói các kiểu gì đó. Mệt lắm.
Không thường duyên nói. Không thường duyên nói thôi chứ sao giờ. Chị vậy là còn đỡ đó. Chứ em về quê là nó khổ lắm. Tại vì ở bên nội là Bắc truyền á, tào lao mà. Mà bên ngoài là Công giáo á, nó xàm xí mà. Cho nên là ở nhà chỉ muốn ở nhà, nó muốn đi đâu chứ. bước qua bên đây á là nó xàm theo kiểu này, mà bước qua bên kia là nó xàm theo kiểu khác, hai bên vậy đó. Nó mệt mỏi lắm. Nên đó, để mà mình nhìn thấy đó, một cái sự may mắn của mình là mình có được cái thuận duyên á, để mà mình học những cái điều nó chân chánh, nó đúng đắn, mình biết được rõ ràng, rành rọt. Trong khi đó rất là nhiều người xung quanh của mình họ đâu có biết đâu. Họ chìm đắm trong giận dữ, tham lam, ngu dốt vậy đó. Rồi là còn xô người thân của họ vào trong cái đó nữa. Chứ ví dụ như một mình họ chết á, thì thôi ai làm nấy chịu, đáng đời. Nhưng mà đó, còn chèo kéo thêm người thân của mình cho chết chung nữa, chết cái bậy mới chịu. Rồi nó nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Khi mà mình không có chắc á, là cái điều đó là cái điều đúng á, đừng có vội vàng mà đem đi đưa cho người khác ấy, làm hại người ta. Phải cẩn thận. Khi mình đã chắc chắn một cái điều gì đó là đúng rồi, mình còn không dám đưa nữa. Không dám đưa. Sao mình không dám đưa vậy công viên? Mình đã chắc chắn nó đúng rồi, mình chắc chắn nó đủ rồi, sao mình sợ thiệt? Sợ người ta hiểu sai, tức là không có sự phù hợp với người ta. Mình hiểu không? Ừ rồi, đó. Khi mà mình đã hiểu đúng, hiểu chân chánh rồi đó, mà mình còn sợ nó, mình không dám đưa cho người ta nữa. Sợ người ta hiểu sai, sợ không phù hợp với người ta, chứ huống hồ với cái sai. Nhờ cô Tú xem dùm cái trên màn hình có thấy được cái chữ không? Màn hình tới đó. Vậy hả? Vậy thì được rồi. Vậy thì tranh thủ tôi nói, tại vì nó đang sale cái file kia cho nên chậm. Bữa nay mình học được cái bài tội và phước. Tội và phước, vậy thế nào là tội, thế nào là phước? Mình phải hiểu thế nào là tội, là phước. Nó có bốn cái quan điểm, bốn cái vấn đề liên quan tới tội phước mình đi nắm. Cái trước, cái đầu tiên á, là mỗi một cái trường tư tưởng thì có quan niệm về tội phước khác nhau. Ở trong cái hệ tư tưởng nào á, thì người ta có cái định nghĩa về tội phước khác à. Cái đó là cái mình phải biết đầu tiên. Mình biết cái này để làm chi vậy? Không có xung đột với người ta. Biết là người ta có quan niệm vậy, người này có quan niệm vậy, người kia có quan niệm vậy. Tức là mỗi trường tư tưởng có quan niệm về tội phước khác nhau. Mình cái đó là cái đầu tiên phải biết. Để mà mình trung dung lại, mình không có cực đoan. Mình biết theo cách của mình, người ta biết theo cách của người ta. Cái cách nào xịn hơn, cái cách nào xịn hơn, trường tư tưởng nào xịn hơn, cái này mình nói rồi, là do cái người lập ra cái trường tư tưởng đó. Cái người lập ra trường tư tưởng, người lập ra nào xịn hơn thì cái trường tư tưởng đó xịn hơn. Gì hiểu không? Ví dụ ông Khổng Tử, ông lập ra trường tư tưởng của Nho. Ông Lão Tử ông lập ra trường tư tưởng của Đạo học, một bên là Nho học. Thì ông Lão Tử cũng xịn hơn ông Khổng Tử. Cho nên á, là cái trường tư tưởng ở trong cái tư tưởng của Đạo học nó rộng hơn, nó xịn hơn của Khổng học, của Nho học. Rồi đó ông Phật ông lại xịn hơn của ông Lão. Cho nên tư tưởng của Phật học á, nó xịn hơn tư tưởng của Đạo học đó. Cái đó là mình phải biết, là do cái ông tổ sư đó, ông Cốc sư tổ của cái trường phái đó, mình đem đi so sánh mấy ổng với nhau để mình nhặt ra ông nào xịn hơn. Rồi lúc đó đó mình mới đi học những ông xịn. Nếu như mình chưa biết ông nào xịn thì mình cứ học, rồi từ từ mình sẽ tìm ra được ông xịn. Còn bây giờ là quý vị đã vô tới tận ổ của ông xịn rồi, thì ráng tìm hiểu, ráng thực hành. Nhớ sống đôi, tìm hiểu và thực hành là hai cái điều phải sống đôi với nhau, không thể nào là một không hai được. Đó, ý thứ nhất nha, mỗi trường tư tưởng thì có quan niệm tội phước khác nhau. Cái thứ hai, nếu ở trong cái quan niệm của nhất thần giáo và đa thần giáo. Nhất thần giáo là sao, có gì hiểu không? Nhất là một,
Tức là trong cái tôn giáo này chỉ có thờ một vị thần, một vị thần độc tôn thì gọi là nhất thần giáo. Bây giờ quý vị cho ví dụ thử xem cái tôn giáo nào là nhất thần giáo nè. Không gì biết tôn giáo nào là nhất thần giáo không? Thiên Chúa giáo, thờ ai? Thờ ai? Thờ Thiên Chúa. Thờ Thiên Chúa, thấy không? Là nhất thần giáo. Được chưa? Rồi, đạo gì nữa? Tôn giáo gì nữa? Hindu hả? Hindu nó thờ tới ba vị thần là Vishnu, Shiva rồi đó, với Brahma. Ba vị thần là ba vị thần sáng tạo đó. Mà ba vị thần sáng tạo đó đó là chính thôi, chứ còn một đống, một hàng tá các vị thần phụ khác, thần cây, thần núi, thần sông, thần rừng, thần biển, thần tùm lum hết trơn à. À, của bên Hindu giáo, Ấn Độ giáo đó. Rồi, các tôn giáo rồi nữa, đến cùng với Thiên Chúa giáo đó là Tin Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Được không? Thì điều thờ thượng đế ha, mà tên gọi khác nhau thôi. Ví dụ như thượng đế hay là Allah hay là Thiên Chúa đó, thì tất cả cái đó đều gọi chung với nhau á là nhất thần giáo. Cái của công di nè, chuyện của công di nè, liên quan chuyện công di nè, sao dị bận chờ lâu hả? Chờ lâu chán gì mình đừng bệnh, đúng không? Như vậy đây thì mình muốn nè, nó liên quan tới sức khỏe ha, nó thì liên quan tới sức khỏe. Sức khỏe rất là quan trọng, sức khỏe rất là quan trọng, trừ những trường hợp đặc biệt ra mình không nói, rằng ta có hạnh nguyện khác, còn đối với tất cả mọi người bình thường sức khỏe rất là quan trọng. Không sức khỏe em đâu có học được, không sức khỏe em đâu có làm việc được, đồng ý không? Cho nên việc mà giữ gìn sức khỏe rất là quan trọng. Mà giữ gìn sức khỏe là không để cho mình bệnh, không để cho mình bệnh. Thấy những cái dấu hiệu khả nghi rằng là ta có thể bệnh là phải tránh liền. Mình phải điều chỉnh việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi, bời gì của mình liền, để mình không có bệnh. Tại vì mình bệnh đó là mình phải mất cái thời gian chữa bệnh nữa. Không phải nó tốn thời gian, phí thời gian không? Rồi mình phải dùng tất cả các cái phương tiện chữa bệnh nữa, nó ảnh hưởng ngược trở lại cơ thể của mình. Ví dụ như có uống thuốc tây, uống thuốc tây nó ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, các cái phản ứng phụ của các thuốc đó, nó ảnh hưởng đến gan rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến thận rất là nhiều. Đồng ý không? Hai cái lỗ rồi. Cái lỗ thứ ba nữa là gì? Mình mệt, mình học đâu có nổi. Đồng ý không? Mình làm mọi thứ gì nó cũng không có chất lượng hết. Như vậy từ đó mình suy ra là không có nên để cho mình bệnh, không có nên để cho mình bệnh, nhớ không? Phải cẩn thận tất cả cái điều đó. Và khi mà mình bệnh rồi, mình phải làm cho nó nhanh chóng điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình lại để mà nhanh chóng hết bệnh. Hiểu chưa? Rồi như vậy về vấn đề bệnh á, thì mình nên dùng thuốc tây hay mình nên dùng thuốc nam? Nên dùng thuốc nam, không nên dùng thuốc tây. Vì sao vậy? Vì tác dụng phụ của thuốc. Tôi là một minh chứng cho cái chuyện uống thuốc tây từ nhỏ. Kinh khiếp lắm, kinh khiếp. Cho nên nó phản ứng phụ, nó chịu chứng phụ của nó rất là nhiều. Phải điều chỉnh lại quý vị, điều chỉnh lại. Vậy thì mình phải biết những cái bệnh căn bản á, thì nên dùng những cái loại thuốc có sẵn ở trong vườn nhà để mình chữa bệnh. Quý vị thấy đó, tôi cũng thường phải trồng một số loại trên sân thượng để làm gì? Để uống thì bệnh chứ làm gì? Ví dụ như tôi có cái hột chanh, hột cam á, tôi ăn cam xong á, cái tôi quăng cái hột tôi trồng để nó lên chi vậy? Tôi lấy lá, cái chở mùi thế này bị ho đó. Rồi tôi sẽ lên sân thượng nè, tôi hái lá ổi, thì tôi có trồng ổi trên sân thượng. Tôi hái lá chanh cam á, tôi có trồng cam trên sân thượng. Tôi hái lá lẻ bạn, biết lá lẻ bạn không? Không biết hả? Tím tím á, đứng ngoài đó.
Đó, tôi có trồng ở trên sân thượng. Cái tôi hái lá đinh lăng, tôi có trồng trên sân thượng. Tôi nấu một nồi, tôi uống. Tôi thấy bắt đầu cái cổ tôi nó hơi nóng nóng là tôi nấu một nồi tôi uống. Và thế là không bị nữa, không bị viêm họng. Chứ quý vị thấy là tôi nói liên tục. Sáng đó, là mở con mắt ra là tôi nói rồi, cho tới trưa, tới tầm 10 rưỡi 11 giờ trưa. Chiều nói từ 2 giờ cho tới 5 giờ. 5 giờ tới 6 giờ đâu có trống đâu. Nên mấy đứa nhỏ lại phải nói chuyện với nó nữa. Cái từ 6 giờ phải nói tới 10 rưỡi tối, nó nói liên tục như vậy đó. Nói liên tục vậy. Cho nên nó ảnh hưởng rất lớn tới cái thành quả. Phải biết bảo vệ nó chứ, phải biết gìn giữ nó chứ, phải biết chăm lo nó chứ. Đó, cho nên đó là phải biết tự trồng như vậy đó, là tự sử dụng. Rất là cần thiết luôn, những cái kiến thức căn bản mà liên quan tới cái dùng thuốc nam mà mình phải biết. Đó là một trong những cái yếu tố cần lắm quý vị. Nhưng mà do chưa có cái điều kiện thuận lợi á, cho nên ở trung tâm tôi chưa có tới cái hạng mục mà hướng dẫn về y phương minh ha. Sẽ phải phần có cái phần y phương minh đó trong ngũ minh đấy. Mà một cái con người muốn sống được một sự an vui á, là phải biết năm cái sự hiểu biết đầy đủ. Thì trong đó có y phương minh, tức là chữa bệnh cho mình bằng cái rau cỏ, cây thuốc, thức ăn hàng ngày. Thì cái đó là phải chờ đến điều kiện thuận lợi thì bắt đầu qua tới cái đoạn thứ hai của đào tạo tài năng á, thì bắt đầu mới tới cái phần đó. Cho nên á, cái chỗ này á, là mình có hai cái ý chốt lại. Thứ nhất á, là không để cho mình bệnh. Thứ nhất. Cái thứ hai mà mình bệnh rồi là phải nhanh chóng điều chỉnh để mà phải nhanh hết bệnh. Cái thứ ba phải nhớ là hạn chế tối đa việc dùng thuốc thuốc tây, tại vì phản ứng phụ rất là nhiều. Cực chẳng đã, ví dụ như lâu lâu một lần thì ok nó đỡ, chứ mà thường xuyên là nó nguy hiểm lắm. Phải điều chỉnh lại. Nhớ chưa? Nhớ không bạn nhỏ đó, nhớ không? Nhớ chưa? Rồi, còn những bạn không thích ngồi đợi thì bạn tìm cái khác để bạn làm trong khi đó. Ví dụ bạn đọc sách này, nhớ lại bài cũ này, suy nghĩ câu hỏi để mình đặt nè. Nhiều thứ để làm lắm, đúng không? Hoặc là đó, bạn cũng có thể gì bạn báo. Ví dụ như bạn thấy ở bữa nay bạn thấy bạn có triệu chứng sắp bị bệnh, bạn biết, bạn báo. Ngày mơ con bị bệnh thì nấu con nồi thuốc đi. Ở đây gì đó. Ví dụ như đó, anh Ký cũng vậy. Anh Ký sắp bệnh, anh Ký báo đó. Trời mời này sẽ mời sắp bệnh nó nấu con nồi thuốc đi. Là mời uống cái đó đó. Vậy mà còn hết kịp đó. Tại bóc trễ quá là không hết kịp đó. Rồi anh Bo cũng vậy. Rồi cô Tú cũng vậy. Nên nó là một mình phải biết. Hiểu không? Chị hiểu không? Tự nhiên anh Bo tự nấu được, cô Tú tự nấu được. Người ta chỉ cần phút thôi, về ta nấu uống. Ví dụ con không có tự nấu được thì nấu cho. Bạn hay uống ké. Rồi, vậy thì mình trở lại với cái bài tội phước của mình đây. Thì ở cái góc độ của thần, đa thần và nhất thần nha. Đa thần là nhiều thần, ví dụ như đạo gì? Đạo Hindu nãy có ví dụ rồi. Đạo gì nữa? Đạo gì thờ nhờ? Thờ nhiều thần. Phật giáo Bắc truyền thờ nhiều thần, đúng không? Rồi đạo gì nữa? Phật giáo Hòa Hảo cũng thờ nhiều thần. Rồi đạo gì nữa? Cao Đài Đại Đạo cũng thờ nhiều thần. Phật giáo Nam truyền thờ có ông Thích Ca, không có thờ nhiều ông Phật. Mà Phật giáo Nam truyền thì nó sẽ được xếp vào trong Phật học rồi. Đó thì đó là quan niệm về nhất thần và đa thần, được chưa? Thì đối với các cái trường phái nhất thần và đa thần này đó, thì người ta cho rằng tội là gì? Tội là những cái hành động sai với lời dạy của vị giáo chủ, của vị thần, của tôn giáo mà họ thờ phượng đó. Thì họ gọi là có tội. Hiểu không? Gì hiểu không? Ví dụ như ông Thiên Chúa, ông dạy
cái đứa kia nó làm không phải A, làm ngược lại với A, vậy thì nó phạm không tội. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, phước là những hành động đúng với lời dạy vị giáo chủ hoặc là cái vị thần mà tôn giáo đó thờ phượng thì gọi là có phước. À, ví dụ như ông Thiên Chúa, ông dạy B, cái mình làm B, thế là mình có phước. À, đó là theo quan điểm nhất thần giáo và đa thần giáo thì nói như vậy. Này quan trọng lắm nha, quý vị mình nhớ, để khi mình nói tội phước ra trong đầu mình ý niệm lên liền, mình biết có vấn đề nó ở đâu. Mà này quan trọng với đời sống lắm, cho nên tôi mới nói đó, nhân những uống trà đi học là vậy á. Tại vì đâu có những cái chuyện nó rất nhỏ như thế này nè mà mình không có cái ý niệm nào hết trơn á, cái mình nói theo cái kiểu mình tự mình hiểu à, nó nguy hiểm lắm, nó không có tính logic, nó không hợp lý. Cái mình thấy cái chuyện rất là tào lao gì đó của anh ta, cái mình nói ô làm này có phước là gán làm nghe, trong khi đó cái chuyện nó sai mà mình không có biết, mình nói chuyện nó có phước à. Rồi cái còn mình còn cổ võ cho người ta làm nữa, đâu có phải chỉ đâu, bây giờ mình còn bắt vợ con của mình về làm nữa, trời đất ơi bậy bạ đó. Mà nếu mà người ta không có học chính thức á thì người ta sẽ học phi chính thức. Người ta học phi chính thức ở đâu? Xin thưa trên bàn cà phê. Ở đâu nữa? Xin thưa trên bàn nhậu. Người ta học phi chính thức. Người ta nghe một cái người nào đó đó trong bàn nhậu, người ta ngồi nhậu nói cái chuyện đó, người ta thấy hay hợp lý nè, cái thế là cái đó nó vô đầu ta, về quy chụp điều đó lên toàn bộ cái gia đình của mình. Nó ghê vậy đó, nó ghê vậy đó. Nếu mình không học chính thức thì mình sẽ học phi chính thức à. Mà mình không có học chính thức thì mình đâu có biết được cái chuyện mà phi chính thức đó ảnh hưởng gì đâu. Nè, nó là vô hình chung đó, à, là mình gây ra bao nhiêu những cái thảm cảnh phiền não cho chính gia đình của mình. Mà điều nó uổng lắm cái gì. Cho nên trong gia đình á, phải có một người có thể hiểu biết. Ví dụ như hai người đi, thì cũng phải hy sinh người để mà tìm tòi, học hỏi, để giúp cho gia đình của mình. Nha. Ví dụ hai vợ chồng trong nhà vợ chồng, ví dụ như không cần thiết là cả vợ chồng cùng học, nhưng ít nhất trong nhà cũng có chồng học hoặc là vợ học. Đặng chi đặng nói cho người kia biết, mình học một thôi mình lời hai, với bắt chi học hai cũng ai hiểu là lỗ luôn. À, nên phải học một mà lời hai vậy đó. Học cái mình chỉ lại, đó này biết được này hay nè, rồi gắn làm này đi, này hợp lý nè, này phân tích ra nó hợp lý hơn nè, làm này. Đấy, hiểu không? Nên á, quý vị cố gắng. Đó là quan niệm của nhất thần giáo và đa thần giáo là như vậy. Cái thứ ba đó là quan niệm của khoa học. Đây là vừa góc độ khoa học nha, khoa học này là khoa học xã hội đó quý vị. Khoa học xã hội và nhân văn đấy. Tôi chỉ ghi tắt được khoa học thôi. Thì góc độ nào của khoa học là cái môn gọi là đạo đức học. Trong môn đạo đức học thì người ta quan niệm tội là cái gì? Tội là làm sai với chuẩn mực chung của một cộng đồng đặt ra, thì gọi là tội, người đó có tội. Ví dụ cái cộng đồng này đó, họ quy ước rằng là quăng rác bừa bãi là có tội, phạt 300.000. Tội thì đi kèm theo hình phạt, phạt 300.000. Đó là do cái cộng đồng đó quan niệm như vậy. Ở cái cộng đồng khác, người ta quan niệm là ôi, quăng rác gì không có tội gì trơn á, thì người ta không có phạt, người ta cho rằng nó không có tội. Được không? Cái gì họ hiểu chỗ này không? Vậy hỏi chứ trong cái quan niệm của khoa học có cái gọi là phước không? Thì không. Họ không có quan tâm tới cái khái niệm phước. Cho nên trong đạo đức học hay là trong khoa học, người ta không có cái khái niệm gọi là phước. Mà người ta chỉ có phân biệt giữa đúng và sai, tốt và xấu rồi, chứ không có phước, không có tội phước. Nhân hiểu không? Cho nên á, nếu mà quý vị đi học ở trường, quý vị học 5 năm tiểu học, học cái môn đạo đức đó, quý vị học quy lập hết sách giáo khoa ra, không có chỗ nào ghi chữ phước trên á. Không có chữ phước nha nhớ. Người ta chỉ có đúng sai, tốt xấu, có tội và không có tội là nhân có phước.
đó là ba cái ý đầu tiên mình phải nhớ ha. Thứ nhất là tội phước là do các trường tư tưởng quyết định. Thứ hai á, trong nhất thần giáo và đa thần giáo ấy, tội là hợp với phù hợp với lời dạy của vị giáo chủ đó thì gọi là phước là phù hợp với lời dạy của vị giáo chủ, tội là không phù hợp với lời dạy của vị giáo chủ. À, đó là tội phước là như vậy. Được không? Rồi trong Phật học, trong Phật học có tiêu chí khác. À, trong Phật học cái thì tội, à, tội là cái gì? À, trong Phật học tội là cái gì? À, trong Phật học tội nó chia làm hai loại: hành động tội và quả tội. Ở trong Phật học á, tội và phước á, thì á, quyết định tội và phước là mình, chứ không phải vị giáo chủ. Quyết định tội phước là mình. Thường á, người đời á, thì người ta nhìn cái quả không à. Ở đây tôi ghi thêm cái hành động cho cái gì rõ. À, ở đời người ta cho người ta chỉ nhìn cái quả, tức là tội là gì? Tội là kết quả không an vui. Thì suy ra cái hành động nào mà tạo ra kết quả không an vui thì cái hành động đó là tội. Ai an vui? Mình. Chứ đâu có phải vị giáo chủ đó đâu. Cứ bị giáo chủ nó chết ngát rồi, bị giáo chủ nó đâu có quyết định được ha. Vậy đó, cho nên là mình là chính nha. Cái hành động mà nó đưa đến cái quả không có an vui, bất như ý, thì cái hành động đó là tội. Cái hành động mà đưa đến cái quả an vui tốt đẹp thì cái hành động đó là phước. À, đó. Cho nên ở đây mình mới chia làm hai: hành động tội và quả tội. Hành động tội là những hành động nơi khẩu, nơi thân, nơi ý có sự dẫn dắt của cái tâm bất thiện thì gọi là hành động tội. Hành động tội. À, có gì hiểu cái này không? À. Rồi như vậy thì các cái tâm bất thiện thì nó sẽ đi kèm với các cái tánh bất thiện. Hiểu không? Tánh bất thiện có mấy? 10, 14. 14 tánh bất thiện chia làm mấy nhóm? Công gì? Mới trả bài. Mới bài chịu. 5 nhóm. Rồi 5 nhóm trong cái tánh bất thiện đó là 5 nhóm gì? Đọc thì nghe chơi coi. Thứ nhất ngu. Rồi nhóm tới ngu. C. Rồi vô gồm C. Ngu là gì đó? Ừ. C. Tham lam. Ồ, tham lam thì nhóm tới dưới rồi. Giờ đánh tới nhóm tới ngu, đọc hết nhóm tới ngu rồi. Ngu hả? Ừ. C. Vô tạm. Vô tạm. Vô ý. Phóng. Phóng dật. Rồi sau tới nhóm tánh tham. Nhóm tính tham lam bao gồm tham, tà, tà kiến, sa đo là ngã mạn đó, tham, tà kiến, ngã mạn. Rồi tới thứ ba là nhóm tính sân. Nó có bốn anh chị em của nó là sân, tật, sân, tật, lận, hối. Là bốn cái thằng đó là bốn thằng anh em của ông sân. Xong tới nhóm tính lười biếng. Lười biếng là gì nè? Hôn trầm thủy miên. À, rồi cuối cùng là nhóm tánh nghi. Nghi hoặc là nghi hoặc hoài nghi. À, đó là cái tánh bất thiện đi kèm với tâm bất thiện. À, mà khi mà cái tâm bất thiện khởi lên đó là mình đã làm ra một hành động tội. Nhưng mà mình có được mình có hưởng quả liền không? Không nha. Có thể là nó sẽ không hưởng cái quả liền nha. À, mà nó sẽ tạo tác ra đó một cái chủng tử nghiệp để mình hưởng lại, giống như mình trồng cái cây vậy đó. Rồi sau đó là cái quả tội, là kết quả bất như ý có được do hành động tội đã tạo tác, nên đó là quả tội, là cái kết quả đó, kết quả của tội. Nên là mình tạo ra cái hành động xấu rồi bây giờ mình phải hưởng quả xấu thôi. Mình thử, ví dụ mình đi ra đường quýnh ta cái, rồi cái mình biết được là cái quả nó sao liền. Mình thử. Đúng, tất cả các lý thuyết đều từ thực tế mà ra. Không có cái lý thuyết nào mà không từ thực tế ra hết. Mọi lý thuyết đều từ thực tế ra. Nhưng mà thực tế nó có đủ để làm cái lý thuyết đó khái quát nhất hay không là vấn đề trình độ của cái người đưa ra cái lý thuyết đó. Người ta có quan sát đủ các trường hợp trong thực tế hay không mà thôi. À, trên đây quý vị thấy tội thì nó bao gồm hành động tội và quả tội.
hành động tội thì nó sẽ tạo ra chủng tử nghiệp bất thiện, quả tội là mình hưởng cái chủng tử nghiệp bất thiện đó cho nó ra kết quả. Tương tự như vậy cũng là phước, phước là hành động có sự dẫn dắt của tâm thiện, nơi khẩu thân ý, nó cho mình cái quả phước là sự yên vui, là kết quả có được do những hành động thiện đã tạo tác. Ở trên là bất như ý là kết quả như ý có được, cái thiếu chữ như ý nha, kết quả như ý có được do hành động thiện đã tạo tác. Mình gõ cái chỗ đó, cái gì có chỗ nào không gõ đó rồi quý vị cứ hỏi lên nha. Là lời nói hành động việc làm, là lời nói hành động ý niệm, không, hành động là ngoài lời nói ra. Đó, nơi khẩu thần ý. Rồi quý vị có ghi, quý vị ghi lại nha. Là phước. Vậy thì cái hành động mà gọi là tội đó là nó sẽ tạo ra kết quả không an vui cho mình. Cái hành động của phước đó thì nó tạo ra an vui cho mình. Nè, nhớ gì đó. Vậy chỗ này mình cũng có thể mình ghi chú, ghi chú. Hành động tội tạo ra kết quả không an vui. Không an vui, không an vui nó có 5 chi phần: bệnh, xấu, ngu, sai, khổ. Đó. Tương tự vậy thì bên phước cũng thế. Hành động phước, hành động phước tạo ra kết quả an vui. Kết quả an vui thì không có bệnh, không xấu, không buồn, không khổ. Bệnh xấu ngu sẽ khổ. Quả của chú có thể nó không còn hiện ra liền không? Các cái quả có thể hiện ra liền, có thể không hiện ra liền, tùy theo duyên tạo tạo. Này quý vị hay học duyên là cái tiết bách thà ná chút xíu nữa, 9 giờ học đó. Cái tiết duyên đó học 2 năm mà, hơn 2 năm mà. Học ở thời đó là Trúc mới chuẩn bị thi 12. Bây giờ Trúc là sinh viên năm 2 vậy. Mà mới học có phân nửa duyên, được có mới có 12 duyên trên 24 duyên. Học 2 năm. Vậy nếu mà theo cái lộ trình đó là học 4 năm đó, tức là khoảng 4 năm tới chút ra trường là học xong 24 duyên. Là 4 năm. Đó là mới học cái gì? Mới học căn bản thôi. Học căn bản. Rồi quý vị thấy đó, là cái sự học nó vậy đó. Nếu như đó mà chúng tôi không có cái điều kiện học đó thì chúng tôi cũng đâu có biết được điều đó đó. Cho nên là phải cố gắng học. Cố gắng học. Mình học rồi mình quan sát ở trong xã hội, trong đời sống đó, mình thấy, mình nhìn thấy bằng mắt của mình, mình cảm nhận được bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý của mình, những cái sự thật nó đang diễn ra đúng bao nhiêu điều học của mình. Lúc này mình có niềm tin, mình có niềm tin. Khi mà mình học mà mình để ý, mình quan sát xã hội, quan sát những người xung quanh mình, thì lúc này mình mới có niềm tin chân chánh. Còn nếu mà mình học mà mình không có để ý gì xung quanh đó, mình chỉ ghi nhớ thôi, thì xin thưa mình không có được cái chánh tín đâu, cái niềm tin chắc chắn. Mà phải quan sát trong cuộc đời của mình, để ý người thân của mình, mình áp dụng, mình sử dụng, mình thấy, mình so sánh với những người không có sử dụng hoặc khổ như thế nào, từ đó mình mới rút ra cho mình cái niềm tin. Chứ mà mình tầm chương trích cú cho nó nhiều mà không có sự suy tư như vậy thì xin thưa nó cũng vô bổ, bất lợi.
Duy cứ ghi từ từ đi. Trong khi chờ đợi đó, Nhân có hỏi gì đó hỏi. Mình biết ơn là mình biết ơn tất cả mọi người, mình biết ơn tất cả sinh vật, mình biết ơn tất cả môi sinh. Vì nhờ có tất cả môi sinh mà mới có mình. Không có cái hạt bụi đầu tiên của cái vũ trụ này, làm gì có mình bây giờ có. Một người như vậy là người có tâm từ và tâm bi. Tâm từ, tâm bi là cái người biết ơn mọi thứ xung quanh của mình, nó cho mình cái cơ hội để mình có thể sống đây, mình có biết đây, mình có học đây. Ví dụ không có du thì tôi đâu có cơ hội để tôi dạy, cho nên tôi dạy cho du thì tôi phải biết ơn du. Chúng mình phải biết ơn một cái con người mà có cái lòng biết ơn như vậy đó, thì cái con người đó gọi là con người có lòng trắc ẩn. Con người có lòng trắc ẩn là con người cần có, cần thiết trong đời. Một người mà có lòng trắc ẩn với mọi thứ xung quanh mình á, thì người ta không bao giờ làm hại người ta và làm hại người khác. Người ta không bao giờ làm hại môi sinh, môi trường, sinh vật, cây cỏ, con này con kia. Người ta biết được cái sự tác động của người ta một cách vô ý sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với những cái môi sinh khác. Nhưng người ta có ý niệm rõ ràng. Nên cái đó phải tập. Tập từng ngày, từng giờ, từng chút. Cho nên Đức Phật chánh đẳng chánh giác là Ngài là cái người trọn vẹn điều đó. Là Ngài có ba cái cũng. Ai Ngài cũng thương hết. Ai Ngài cũng thương hết. Cái gì Ngài cũng biết hết. Đó. Vậy còn một cái cũng nữa. Là tôi nhớ còn cái cũng gì nữa. Ai cũng thương, cái gì Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương. Mình có ba cái cũng này. Cái gì Ngài cũng có ha. Trong thế gian này không có cái gì mà Ngài không có. Thế gian này có cái gì là Ngài có cái đó rồi. Vương quyền Ngài có không? Có. Vợ con có không? Có. Cái gì trong đời này người ta có là Ngài đã có hết. Cho nên không có một cái gì mà Ngài chưa từng biết. Cho nên từ cái chuyện khổ hạnh để tu tập Ngài có không? Có. Luôn luôn, Ngài luôn luôn đầy đủ như vậy đó. Cho nên cái gì Ngài cũng có. Giờ cái gì Ngài cũng biết. Và ai Ngài cũng thương. Vì Ngài có tất cả điều đó rồi, Ngài hiểu được cái khổ. Ngài hiểu được cái khổ của tất cả chúng sanh, không có chúng sanh nào Ngài không hiểu được. Cho nên Ngài thương được tất cả. Còn mình không có. Mình nghèo thấy mẹ luôn. Chứ mình không hiểu được cái đám giàu nó nghĩ sao. Không hiểu được đám giàu nó nghĩ sao. Cho nên đôi khi mình không có thương được. Tại không hiểu sao thương. Mình phải hiểu mình mới thương. Nhưng mà Ngài có hết, cho nên Ngài thương được. Tại con ngu đặt cái laptop vô thời đó. Cái laptop của thời này với cái laptop của thời đó đâu. Thời đó có laptop thì không có rồi. Mình hỏi là mình phải động não đúng không? Công gì có hỏi gì không? Suy nghĩ. Suy nghĩ. Rồi cái thứ kế tiếp ở trong cái tạo dập phước này đó là hai cái góc độ hiệp thế và siêu thế. Cái góc độ hiệp thế, tôi xin lỗi, cái góc độ siêu thế, tội phước là những quy luật diễn tiến của tâm, của nghiệp, của thời tiết, của chủng tử, của pháp do duyên trợ tạo một cách vô ngã. Đây á, là cái nó khá là nhiều thuật ngữ. Nó nhiều thuật ngữ đó. Thì quý vị thấy là một cái câu đó mà mình đọc vô đó, cái mình thấy đó là mình hiểu được cái chữ là và chữ những chứ chữ của. Chữ là, chữ những và chữ của thì mấy chữ đó là từ mình còn biết được. Chứ vô trong đó cái từ siêu thế nha, thuật ngữ nè, tội là thuật ngữ, phước là thuật ngữ nè, quy luật là thuật ngữ, diễn tiến là thuật ngữ, tâm là thuật ngữ, nghiệp
khí tiếp chủng tử pháp duyên trợ vô ngã đó, mấy nó thường ngữ hết nên vậy đó. Cho nên đó, đối với một cái người bình thường khi mà họ bắt tay và họ học Phật học đấy là họ quéo à, họ quéo liền à. Mà nhất á, là người nào mà ít có đọc sách á, ít có đọc sách hoặc là có đọc sách mà đọc toàn là chuyện ngôn tình đam mỹ đâu không á, thì họ sẽ không thể nào đọc nổi vô trong Phật học hết, tại vì hệ thống nó thuật ngữ hết. Mà ai mà đọc sách triết rồi đó thì họ vô đây nữa thì tạm được, tạm tạm chấp nhận được, nó vậy nó thuật ngữ hết à. Chắc là mình phải hiểu, mình phải có hiểu biết, mình có hiểu biết. Mà cái hiểu biết đó ở đâu mà có, vô học lâu mà có. Mình mới học á, mình đừng có đầu hỏi là mình phải biết một cái nó đầy đủ. Thế mình mới mà sao đầy đủ được. Mình phải tích góp từ từ. Tích góp từ từ. Nay mình góp xíu, mai mình góp xíu thì từ từ mình đầy lên. Còn nếu mình không có tích góp gì hết á thì học hoài cũng không có hiểu biết gì. Tại em học thì cũng cần học. Ở góc độ hiệp thế á thì tội phước là những quy định, những lời dạy được Đức Toàn Giác chế định để dạy học trò của Ngài dễ dàng thực hành cho đạt được cứu cánh. Tức là ở đây là cái viết bằng ngôn ngữ Phật học, viết bằng ngôn ngữ đời thường xíu là cái gì? Siêu thế ở góc độ siêu thế thì tội phước á nó là những cái quy luật, nó là quy luật tự nhiên, tội lớn phước là những quy luật tự nhiên. Đây tôi viết lại cho nó ngắn gọn á, để quý vị đỡ ngán cái thuật ngữ ha. Tôi sợ quý vị gặp thuật ngữ quý vị quéo thôi. Tội ước là những quy luật tự nhiên, quy luật tự nhiên trong siêu lý học, siêu lý học. Rồi đó, ở cái góc độ hiệp thế thì á, tội phước là những lời chỉ dạy, lời chỉ dạy của bậc thánh cho người người đời dễ làm dễ hiểu. Ví dụ khi nói á, là tội phước là những quy luật diễn tiến của tâm, của nghiệp, khí tiếp dục tử do của pháp do duyên trợ tạo một cách vô ngã, không ai hiểu nó là cái gì hết. Nhưng mà khi mà người ta nói đó, sát sanh là tội, sát sanh là tội, bố thí là phước, ta hiểu không? Hiểu liền, hiểu liền. Mà hiểu như vậy đó là hiểu ở góc độ hiệp thế, góc độ hiệp thế tức là ở trong đời thôi, đơn thuần, không có cái sự sâu sắc đầy đủ. Đây. Cho nên á, ở khi mà cái bậc giác ngộ đó, bậc toàn hay giác đó, người ta hiểu góc độ siêu thế rồi, nay người ta mới chế định, nay mình học bên vi diệu pháp, bên siêu lý học rồi đó, người ta chế định lại đó, tức là định đặt lại, và định đặt hay là người ta giải thích lại, hay là người ta nói lại một cách dễ hiểu cho mình để mình làm cho nó dễ, thì nó là hiệp thế, nó vậy. Nếu mà mình muốn học khái quát á, phải học siêu thế, hay là học siêu lý học đó, học khái quát. Còn nếu mà mình muốn học đời thường hay đó, mình học kinh và học luật là đời thường. Nên thế. Tạng luật. Tạng thắng Phật. Đó. Thì chắc là hôm nay mình học nhiều thôi, chứ học nữa là mình quéo à. Thấy hơi bị nhiều á, tôi sợ quý vị ngán thôi. Sợ quý vị ngán, thấy nó nhiều quá cái quý vị ngán. Đừng có bao giờ tạo cho mình cái cảm giác ngán khi học. Ví dụ quý vị mà thấy nó hơi nhiều rồi đó, thấy đuối đuối là nhắn lên liền, không bữa nay đuối quá à, nhiêu này thôi nghe. Đó, mình đừng có tạo cho mình cái cảm giác trời không hiểu gì chứ, không hiểu gì chứ. Trời mình gieo cái đó vô á rồi là đời kiếp kiếp luôn, mà không có cơ hội mình học. Cho nên tôi rất rất là quan ngại về cái chuyện đó. Nên khi quý vị học mà quý vị thấy hết nổi rồi, sức mình tới nhiêu này hết nổi rồi, nhắn lên, ôi tôi tới nhiêu này à, tôi hết nổi rồi. Chứ đừng có tạo cho mình cái cảm giác là trời trời không hiểu gì hết trơn, trời ngán đó nghe. Trời mấy cái cảm giác đó đó là những cái chủng tử, nó làm cho mình đó đời sau tục sanh không có cơ hội học nữa. Nên nó phải cẩn thận, nên
tôi hướng dẫn cho quý vị, ví dụ như các bạn nhỏ đó thì thoải mái lắm, các bạn nhỏ thoải mái, các bạn phổ thông rồi đó thì thoải mái lắm, tại sức chịu đựng của các bạn nó khá là tốt, do các bạn còn đang đi học ở trường. Các bạn học ở trường đó là sáng rồi chiều nữa tối gì thoải mái rồi các bạn vẫn không sao hết. Nhưng mà khi mà mình đã buông cái chuyện học ra rồi, như quý vị đó, quý vị đi làm rất là mệt, rồi lâu lâu mình mới đọc được cuốn sách, nghe được cái bài giảng nọ kia, cho nên đó là cái khả năng, cái sức chịu, sức bền của mình ở việc học đó, nó yếu hơn. Cho nên đó là quý vị phải nói lên, ví dụ như quý vị thấy ở đuối quá rồi phải la lên đó. Cho nên thường thường mà tôi cũng tự cảm nhận vậy đó, tôi thấy nó hơi nhiều chiếu là tôi không dám nói nữa, tôi sợ quý vị có cái cảm giác đó thì nó không có tốt, không có tốt cho quý vị. Thấy quý vị để ý. À, kéo lên hả? Ok, đây thì tôi chia sẻ lại cái màn hình, tôi xem tin nhắn đâu được. Để tôi chia sẻ hết như vậy đó, cái tôi qua tôi xem tin nhắn á, cái đâu có ai thấy bài nữa đâu. Để tôi chia sẻ cái cửa sổ bài học thôi. Này, kéo lên xíu ha. Đi đâu? Đầu luôn hả? Em chụp hình ha. Nó chưa có được, nó chưa có chạy. Rồi lên rồi đó. Quý vị đặt câu hỏi đi. Tại vì cũng có thể là bữa nay là cái bữa cuối cùng của năm cũ âm lịch rồi. Tuần sau mình đâu có học nữa đâu. Mà trước một cái Tết bộn bề á, nó nhiều sự hiểm nguy cho quý vị lắm. Quý vị nên đặt những cái câu hỏi như các bạn nhỏ này đó, là các bạn còn có nhiều cái tiết học khác nữa. Cho nên đó là các bạn còn đặt câu hỏi nữa. Rồi đó là tôi còn phải căn dặn các nhóm đồng hành nữa. Rồi các nhóm đồng hành đó lại còn phải sinh hoạt với các bạn, dặn dò các bạn nữa, đủ hết trơn luôn à. Sợ vậy đó. Còn cái lớp mình đó là đây là cái buổi cũng gần cuối năm rồi. Nếu quý vị có cái câu hỏi gì đó, quý vị cứ hỏi. Trong Tết thì mình cẩn thận, cẩn thận giữ giới á, nó rất quan trọng. Giữ giới rất là quan trọng, cho nên mình cố gắng gìn giữ cho trọn vẹn, chớ có dễ vui. Rồi đó, trong Tết á, thì quý vị lớn á, thì rất là dễ bị dính cái gì? Uống rượu bia. Rất là dễ dính uống rượu bia luôn. Chờ phải để ý. Ví dụ như á, mà lỡ như mình không có né được rồi, mà lỡ mình dính vô, mình đứt giới uống rượu bia rồi, các chất say rồi, thì phải làm sao? Thì đúng rồi, ngay sau khi tàn cái cuộc vui rồi, quý vị phải nhớ tỉnh táo mà nguyện giữ giới lại cho nó được trọn vẹn. Phải luôn luôn nhớ, phải luôn luôn nhớ, mình biết cái đó là mình sai, mình biết cái đó là mình không có đúng rồi, mình nguyện giới lại, mình giữ giới lại. Điều đó nó rất là cần thiết. Chứ đó mình quên đó, cái mình bỏ luôn, mình luồn tuôn rồi. Tới qua ngày hôm sau nói, ôi hôm qua mình lỡ mình quên, thôi kệ đi, nay sẽ láng nữa. Là rồi luôn, là nó lúng vào nó, không có ra được. Nguyện ra mình nghĩ trong đầu á. Mình nói suy nghĩ nó khác. Suy nghĩ đâu phải là cái ý nguyện gì, con suy nghĩ giải bài toán cũng được. Tự nhủ đúng. Tự nhủ nó cũng chính là nguyện. Thầy đâu có thấy ba con luôn, thầy kêu. Kêu mẹ, kêu mẹ đó hả? Kêu mẹ, kêu ba lại hả? Đúng rồi. Rồi hỏi đi. Hỏi mẹ. Côn trùng là chúng sanh đúng không thầy? Côn trùng là chúng sanh phải không? Đúng, côn trùng là chúng sanh. Vậy là sao thầy giải thích cho một người khác khi mà người khác nghĩ rằng là côn trùng không phải chúng sanh? Như vậy thì mình phải hiểu chúng sanh là gì, thì mình mới biết, mình phân biệt được. Khi mình thấy được bằng mắt,
cái chúng sanh đó nó có cảm thọ, cảm giác á, thì đó là chúng sanh. Nó có vật chất mình thấy được bằng mắt. Nó hai cái này là hai cái tiêu chí quan trọng nhất để xác định còn gì đó là chúng sanh. Ví dụ nha, con vi khuẩn có phải chúng sanh không? Không. Mình có thấy được nó bằng mắt không? Không. Mình có mà không thấy được bằng mắt rồi coi như mình bỏ luôn cấm thọ rồi, bỏ luôn bằng bỏ luôn rồi, mình đâu có đụng nó đâu, nó đâu có nhúng nhích, nó đâu có quéo rồi đâu, nó đâu có cảm thọ đâu. Đó, vậy thì vi phạm hai nguyên tắc này thì không phải là chúng sanh. Ví dụ con khác, ví dụ như con dồi, mình thấy được bằng mắt không? Thấy được bằng mắt. Mình đụng nó, nó có cảm giác không? Có cảm giác, nó nhúc nhích, nó bò, nó trốn, nó chạy các kiểu. Con dồi phải chúng sanh không? Phải. Rồi ví dụ khác như con chuồn chuồn, quá rõ ràng luôn. Con chuồn chuồn thấy bằng mắt không? Thấy. Nó có cảm thọ không? Có cảm thọ. Đụng nó bay, nó không có đứng yên cục, thì đó là chúng sanh. Hiểu không? Rồi tất cả những cái con nào mà nó có vật chất, nó có sắc vật chất, nó có cảm thọ, thì tất cả cái đó đều là chúng sanh hết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rất cẩn thận. Cái cây con đụng nó có chạy không? Không, nó không phải là chúng sanh. Cái cây thì không phải là chúng sanh. À, cái củ không phải là chúng sanh. Nhớ nha. Các loài bò sát có phải là chúng sanh không? Phải. Các loài lưỡng cư có phải là chúng sanh không? Phải. Các loài động vật có phải là chúng sanh không? Phải luôn. Đó, cái đó cho mình biết. Các loài giun, trùng, dế có phải là chúng sanh không? Phải luôn. Các loài nấm mốc có phải là chúng sanh không? Không, nhớ nha, các loài nấm mốc không phải là chúng sanh. À, nhớ. Dễ ha. Ơi. Đạt tới cứu cánh niết bàn rồi, đúng không? Cái người mà đạt được niết bàn bắt buộc phải là người. Bắt buộc phải là người, không thể là một loại chúng sanh khác. Chư thiên không đạt tới niết bàn được trong cái vai trò là chư thiên. Chư thiên chỉ có thể đạt đến sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, không đạt đến tứ đạo tứ quả được. Chỉ có loài người mới có cơ hội đạt tới đó mà thôi. Mà loài người ở Nam Thiện Bộ Châu mới có cơ hội đạt tới tứ đạo tứ quả. Ừ. Tam đạo tam quả thôi, không đạt được tới tứ. Nếu như tới thời đó mình làm chư thiên, mình xuống mình nghe ngài Metchaya giảng, mình đắc thì đắc tối đa là tam đạo tam quả. Không có lâu xa đâu, 5.000 năm Phật lịch. Vào 5.000 năm Phật lịch, tất cả các cái xá lợi của Đức Phật sẽ tụ về Bồ Đề Đạo Tràng, trùng tuyên lại Tam Tạng Kinh Điển một lần cuối cùng. Lúc đó hàng hà sa số chư thiên đắc đạo quả. Đắc đạo quả này là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, không có ai đắc tứ đạo tứ quả hết. Không thể. Đối với những hạng chúng sanh đó không thể, không đủ điều kiện để đắc. À, đó là như vậy. Mình hiểu, mình biết ha. Cái hạnh nguyện, ví dụ như ai có cái hạnh nguyện mà muốn ở trong kiếp trái đất này mà mình đắc đạo quả niết bàn luôn. Tại quý vị mà sao cái kiếp trái đất này là khổ lắm nha. Tôi nói trước nha, quý vị nào mà có ước nguyện chánh đẳng chánh giác, quý vị có ước nguyện mà đi đường xa như vậy hoặc thượng thủ thinh văn, thì là quý vị phải gán lên mà chắc chắn là không thành tựu trong kiếp trái đất này rồi, phải qua trái đất khác mới gặp nhau nữa. Còn nếu như quý vị nào mà muốn là trong cái đời này mình muốn đọc giác mình đi luôn, hoặc là mình muốn là thinh văn giác thời Metchaya, thì bây giờ phải gán tu tập, gán thực hành. Để gắng thực hành, chắc chắn trong kiếp trái đất này mình được giải thoát luôn trong kiếp trái đất này. Nó khỏe, không có còn khổ nữa, không hồi là còn khổ dài dài. Tại vì trái đất này nó sẽ hoại. Mà hoại đó mình đâu có biết được cái lúc mà nó hoại đó là mình có đắc được thiền sắc giới mình lên quả âm thiên không.
lỡ không đắc được thì sắc giới không lên được qua âm thiên, đi qua địa ngục thì chịu khổ nữa, rồi phải chờ chờ tới thời kỳ trái đất sau, rồi cái thời kỳ trái đất sau đó mình biết đó là mình có lên được không, rồi mình biết mình có gặp được vị Phật không. Ôi quý vị ơi, nó mênh mông bạc nè, xa vời vợi vậy đó. Ước nguyện cái đi ngu vậy đó. À, quý vị có câu hỏi quý vị đặt ha. Rồi có cái câu hỏi trả lời. Rồi mẹ nói nè, ba đang ngồi nghe, ok chưa? Ok nha. Trời ơi con trai cưng phước lắm đó con, không phải chuyện dễ cái gì đâu. Phước này nó nhiều người ganh tị đó nha. Để nên nó lên đó là để nó lấy hết, nó lấy điều hết, gặp người này nó lấy, gặp người kia nó lấy. Phước đầy đủ vậy đó, nên phải gắng, cố gắng. Ừ, lãnh thì tắt quạt đi. Khi á, mà mình luôn luôn nhớ á, khi mà cái người thương của mình, người thân, mình muốn đi chung với họ nữa, mình muốn giúp đỡ cho họ nữa, thì mình cố gắng hướng dẫn cho họ thực hành cái con đường tốt luôn, đời sau còn gặp nhau nữa. Có thể là bạn bè, có thể là anh em, có thể là cha mẹ con cái, có thể là chồng vợ, đủ hết à. Còn nếu như á, mà mình thực hành một đằng mà họ thực hành một nẻo, không có cơ hội gặp nhau nữa. Thay người thân như thay áo á, không có cơ hội gặp nhau nữa, biết không biết cũng quan trọng, nhưng mà không có còn cơ hội gặp nhau nữa. Rồi đó, nếu như mà không còn cơ hội gặp nhau nữa đó, thì mình nhớ, nhớ cho mình đó, một cái sự suy nghĩ trong đầu đó, thường thường là ai xuất hiện trong đời mình đó, mình đều có sự giúp đỡ tận tình hết, bằng hết khả năng. Tại vì mình không có biết được cái người đó là người thân của mình hồi đời nào. Bất kỳ một cái người nào đó họ đến với cuộc đời của mình đó, nó đều chịu dính líu với mình. Trong hàng tỷ người mình để ý ra đi, mình gặp cỡ bao nhiêu người, tầm vài triệu người được không ạ? Cái vài triệu người đó là những người có duyên với mình, những người đi rất lâu với mình này, trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đó, mình giúp được ai thì mình giúp, những người đó là người thân của mình không à, không ai xa lạ chứ. Cho nên là đừng có mình giận hờn quán trách ta làm gì. Nhiều khi hồi xưa mình với mẹ mình cũng hay giận nhau, có chuyện nội giận, có chuyện kia giận. Nay cái người đó là cái bà bán bánh mì cho mình, mà bà bán bánh mì cái lỡ bà rớt cái ổ bánh mì xuống đất, cái bà lụm lên mà là nó không có hư hao gì hết á, tại vì bộ bánh mì bỏ trong bịch ni lông. Vậy đó mình cũng làm khó làm dễ người ta, mình giận hờn người ta, mình chửi bới người ta chi. Nhưng khi đó là người mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, mình không biết, mình không có sự hiểu biết. Cho nên thôi mình đừng mà làm vậy. Người xung quanh của mình á, là mình thương không hết, đừng giận hờn lại chứ. Mình thấy người ta có sự ngu dốt thì sao, tội nghiệp, tội cái nghiệp của người ta. Mình thấy tội cho cái nghiệp của người ta, cho người ta ngu dốt, người ta không có biết cái nọ cái kia, ta làm sai làm xấu, thương ta. Điều rất quan trọng. Mà khi mà quý vị hiểu được như vậy á, thì quý vị mới được. Nhưng không như mình được. Ví dụ như mình biết á là cái năng lực của mình không có đủ, mình không có muốn hại người ta, mình né người ta là để mình không có hại người ta, là mình có phước chứ không phải là mình có tội. Hiểu không? Nhân hiểu không? Ví dụ ha, con có một cái người đó, một cái người đó là cái người mà con biết là khi con gặp cái người đó con sẽ nói những cái lời không có tốt đẹp, con không có kiềm chế được, con chưa có thực tập đủ mạnh mẽ để con chuyển hóa được cái tánh của mình, thì mình biết vậy mình né người đó ra. Chi vậy? Mình không có rớt vào trong cái tội,
mình nói những cái lời mà làm cho người ta khổ, làm cho mình khổ, thì mình né người ta là một cái phước, là cái phước của mình mà không có khởi lên bất thiện, thì cái điều đó là rất là tốt. Mình hiểu được mình hiểu được mình, cho nên mình né người ta đi để cho mình được phiền não, người ta được phiền não, điều đó rất là hay. Cho nên thường thường tôi nói quý vị đó là bạn bè cũng vậy, người thân cũng vậy, những ai mà đời đời người ta hay nói là khắc khẩu á, thì mình tốt nhất là mình né đi. Dù ta đi đằng trước mình đi sao, người ta đi sao mình né lên trước. Đụng mặt nhau á là nói những điều không hay, chứ mình phiền lòng người ta phiền lòng, điều đó nó không tốt. Cho nên mình né đó là để giúp ích cho mình và giúp ích cho người, điều đó rất là được tán thành. Khi nào mà mình có đủ sức rồi, mình đủ sức, mình thấy ồ ok, mình có thể giúp được người ta, mình gắng giúp nhớ, chứ đừng có bỏ người ta tội nghiệp. Mình chưa có lo cho mình xong, nhưng mà là bao nhiêu là xong. Ví dụ mình có những hiểu biết căn bản rồi, mình có thể giúp được, mình tìm cách giúp. Cái chỗ đó đó, để nói đó, cái điều đó để nhắc nhớ mọi người cái gì, hãy luôn tiềm tàng trong đầu mình cái ý niệm giúp đỡ người khác, chứ đừng có tiềm tàng trong đầu mình cái ý niệm là tôi chưa xong, tôi không giúp ai. Rất quan trọng, mình hãy tiềm tàng đầu mình cái ý niệm để giúp đỡ người khác. Khi tôi có đủ cái điều kiện là tôi giúp ai, tôi có đủ điều kiện về vật chất tôi giúp như thế này, tôi có đủ điều kiện về tinh thần tôi giúp như thế này. Mình luôn luôn tìm cách mình giúp người khác, chứ không phải mình nói là tôi chưa đủ nên tôi không giúp. Bao nhiêu là đủ, cả đời này cũng không đủ, nhiều đời cũng không đủ, đúng không? Mà sự giúp người khác đó là một sự thực hành để mình đủ hơn, đủ hơn. Mình thực hành đó là mình giúp người khác, mà mình để mình đủ hơn, mình đủ lòng từ, mình đủ lòng bi. Mình thiếu cái phần đó đó, mình không giúp người khác, mình thiếu phần đó. Mình dính vào trong cái bất thiện ích kỷ, mình chỉ lo cho mình nó ích kỷ. Cho nên mình giúp người khác là mình thực hành cho mình đủ hơn. Quan trọng là nhớ ý niệm tiềm tàng ích lợi. Mà Tết đó là cái cơ hội để mà mình thực hành á, thực hành đủ hết trơn à, bố thí, thực hành bố thí từ vật chất cho tới tinh thần, tức là thí pháp cũng được nè. Ví dụ mình gặp những cái người nào mình thấy phù hợp, cái mình có chia sẻ với người ta những điều ích lợi mình có học, mình có biết, phù hợp, như vậy mình chia sẻ người ta cũng theo mức độ luôn. Ví dụ người này mình chỉ có thể nói về cái phần kỹ năng thôi, nói về những cái phần căn bản thôi. Còn đối với người này mình có thể nói cao hơn xíu nè, mình nói về cái vấn đề tư tưởng nè, quan niệm nè. Đó, thế tùy mỗi người. Mỗi người mình đều có cách để mình giúp người ta hết à, nếu như mình thật sự mình muốn. Nói như vậy đó. Còn những cái người mà mình thấy là mình không thể giúp được gì luôn rồi thì mình né. Đó cũng là một cách giúp. Như vậy là rõ ràng là mình giúp người ta được hết à. Mình né cũng là giúp mà à. Chỉ thì mình luôn luôn ở trong trạng thái có phước, nếu như mình có ý niệm rõ ràng vậy. Như rồi đó, quý vị thấy đó là Tết đó, mình có cái chuyện là đi mà mình ly si đó. Ly si về bản chất nó là gì? Vậy nó là bố thí. Ly si về bản chất nó là bố thí. Mà quý vị thấy nó hay lắm quý vị. Lì xì á, là sự bố thí, mà quý vị thấy lì xì không có phân biệt nhiều hay ít, y hệt như bố thí vậy đó. Bố thí không có phân biệt nhiều hay ít, cho nên lì xì cũng như thế. Mà quý vị lì xì với cái ý niệm trong đầu quý vị đây là bố thí, ta thực hành cái hành xả ly thành sự bố thí, thì đó quý vị có phước, gì có phước hay thế đó. Rồi quý vị thấy Tết nhất thì bánh trái hoa quả này nọ kia nó cũng nhiều hơn bình thường xíu. Lại bố thí, khách đến nhà mời người ta cái bánh, đó là hành xả ly, đó là bố thí. Trời ơi, cơ hội mà để mình thực hành đó, phước đầy luôn á, là sau cái Tết là mập luôn à. Mập này không biết mập gì ha. Ăn nhiều mập.
là phước mập luôn ha. Còn gì nhớ nghe, tết là ăn ngủ không nghe bụng bự biết. À, phải nhớ tập thể dục ha. À, sao qua tết đi mặc sợ mặc như lông luôn. Đó, cái mấy cái ý xíu ha thì mình có được cái nhiều cái lợi ích lắm vậy, nên nó mình lời lắm, đâu mình sống mình cũng có sự lợi ích hết á. Đây quý vị suy nghĩ đặt câu hỏi. Thở gì hơn mà tới thì quý vị cũng phải cẩn thận cái chuyện là dính vào trong mấy cái giới cấm thủ, là các cái nghi thức cúng kiến. Tôi cũng mệt mỏi lắm, tôi cũng mệt mỏi dữ đó. Cúng mà nhà tôi là đỡ quý vị, tại vì nhà tôi có cái gốc Công giáo cho nên không có dính dáng tới cúng quá nhiều, nhưng mà do là thờ ông bà tổ tiên đó cho nên cũng bị dính đó. Và tết để ghi lại để hỏi vì nghĩ gì? ok ghi nha, mình nhớ tết mình ghi hết lại luôn thì mình sưu tầm câu hỏi để nhớ. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đó là sai rồi. À. Cái thứ nhất á là người ta ở địa ngục, người ta không có xài tiền. Người ta lo, người ta trả. Ừ. Cho dù là Bắc triền hay Nam triền đều như vậy. Chứ không phải chỉ là lối là cái người học Phật học chân chánh mới biết chuyện đó. Ở địa ngục là lo trả quả đau khổ mà, không có thời gian không xài tiền. Đốt tiền xuống dưới làm gì? Ô nhiễm âm phủ nữa. À, cái thứ hai á, ô nhiễm không khí. Tầng ozone mình đã lụt, đã mỏng lắm rồi, không có cần mình làm cho mỏng thêm nữa. Cái thứ ba là tốn tiền. Tiền đó giống như chuyện là mình đốt đi vậy đó, nó lãng phí. Thay vì như vậy đó, lấy cái tiền đó đó mua một hộp cơm, để mà cái người ta ở ngoài đường á, mấy ông bán vé số rất là tội nghiệp, người ta đi bán sáng chiều tối luôn á, người ta rất là cực khổ cho người ta. Mình vui người ta vui, ít nhất mình thấy được bằng cái con mắt thịt của mình là có một người vui với cái điều mình làm, còn hơn cái chuyện mình đốt một thao tiền ra đó ô nhiễm tùm lum mà không ai vui. Thì đối với Phật học á, nó hiện tiền thiết thực cụ thể rõ ràng, làm liền có kết quả liền, chứ không phải là mình cứ đốt mà nó không có kết quả gì hết, mình cứ đốt thôi không biết nó tới đâu. Nếu mà suy nghĩ một cách logic ha, là cái tờ tiền đó là phải ghi địa chỉ đúng nữa, nó mới xuống đúng chứ không phải xuống với người khác sao. Ừ, đốt luôn hệ thống dây điện luôn, đốt nhà máy điện xuống luôn. Đúng rồi, ta vô nhà ta cút nhà. Đúng rồi. Chắc chắn biết luôn, tại vì kiếp này mình ngu rồi. Thiết thực hiện tiền ngay trong kiếp này mình không học là mình ngu rồi. Mình sợ học thì mình sẽ đoạn hết tất cả những cái cơ hội mình học. Thì ngay kiếp này mình đã ngu rồi, khỏi chờ kiếp sau. Cho nên mình học mà trong cái trạng thái á, mà mình biết cái sức của mình thì mình đâu có ngán, đâu có chán, đâu có sợ. Mà mình không ngán học, không chán học, không sợ học thì đời này mình có thể học nè. Đời này mình khôn nè, đời này mình có hạnh phúc nè. Chưa nói gì tới đời sau. Tại
cho nên thông thường á, khi mà tôi nói chuyện với những cái vị á, tại vì tôi gặp thường vị bên Công giáo nhiều lắm, các cha thầy nhiều lắm, hay nói chuyện đó, tại vì tôi tìm hiểu bên Phật học nó hay chọi đó, cho nên tôi không nói dù gì vấn đề đời sau đời gì hết, tôi nói ngay cái đời này nè, những gì mình làm nè, cho kết quả liền, phân tích ngay trên chính đời này, thì tại sao chuyện tốt vậy mà mình không làm, mà cái chuyện tốt như vậy Chúa có cấm đâu, tại sao mình không làm mà mình phân biệt ở đây của Phật mình không làm rồi của Chúa mình mới làm, Chúa có cấm mình đâu mà để tôi phân tích. Chính xác. Cái cơ hội đó, cho nên đó, khi mà quý vị mà suy nghĩ về điều đó, quý vị suy nghĩ một cách nó chân chánh, nó rõ ràng đầy đủ, quý vị sợ rớt từng miếng thịt. Đúng rồi, thời gian anh tăng kỳ lắm, mình không có ngóc đầu lên nổi, nhưng có thể có những người người ta đến tận trợ giúp mình ngóc đầu lên nổi, cái đó là nhờ người ta, đó là nhờ người ta hên xui đó, đúng rồi, tại vì người ta muốn tạo phước chứ, người ta giúp mình hên xui đó, cái đó là thi hữu hên xui đó, cho nên là thôi tự mình giúp mình cho nó chắc ăn, phải cẩn thận. Mà quý vị mà nhìn cái đó, quý vị sợ rớt từng miếng thịt. Quý vị mà đọa xuống một cái ho nghe là rồi luôn á. Một cái bất thiện nó xanh rồi nghe là nó bày lũ lũ nó kéo tới. Ví dụ quý vị lỡ lấy đồ của người ta, lỡ chọn, tôi nói lỡ. Cái người ta hố đồ này đâu ra vậy? Đâu dám nói. Nói dối. Đứt một cái nó đứt đến hai cái vậy đó. Trời nó ghê lắm vậy đó. Cho nên nó gìn giữ quý vị ơi, phải gìn giữ, phải gìn giữ cái giới như gìn giữ con người trong mắt mình vậy đó, phải cẩn thận vậy đó, cái đó là cái căn bản. Nhưng khi mà mình đọa xuống mình khó có cơ hội mình lên đó. Cho nên khi làm người được nghiệp phải biết quý trọng, cố gắng mình học, mình thực hành, ít nhất đời sau mình còn làm người được, giữ năm giới là chắc chắn đời sau mình được làm người tiếp. Rồi mình có sự học nè, mình có cái sự học, đời sau mình tiếp tục mình tìm về sự học nữa, có thể đời này mình học lơ thôi cũng được, không sao hết, thì đời sau mình cũng có thể mình tìm tới cái sự học nữa, thì đời sau cái mình học tiếp tục lên xíu không sao hết. Còn mà mình muốn đời sau mình học được nhiều hơn nữa thì cái đời này mình học cho nó chuyên tâm, đời sau không bao giờ mình tránh được, mình né được rồi tìm lại sự học nữa ha. Ủa cái đời này mình học mình rồi thực hành đó, mình áp dụng trong đời của mình, suy nghĩ sâu xa, thực hành không có lui sụp được ha, thì chắc chắn đời sau 100%, chứ không phải là 99.99 đâu, 100% là quý vị tiếp tục đi trên con đường của quý vị nữa, không có ai mà có thể cản bước quý vị đi chứ, chắc chắn được đó. Gặp bao nhiêu trăm ngàn trở ngại quý vị cũng vượt qua được đó. Không phải cái sự học đó, cái sự học là sự học về Phật học chứ không phải học gì đó, tức là học để mà mình có sự phát triển trọn vẹn trí tuệ, học để đạt đến trí tuệ trọn vẹn, đó là cái sự học đó đó. Còn mình học ở trong trường nó chỉ là sự ghi nhớ thôi chứ không có trí tuệ. Cho nên quý vị mới thấy rất nhiều người giáo sư tiến sĩ mà tham nhũng, giáo sư tiến sĩ mà sống không có văn hóa, sống không có miếng nào tình người, vân vân các kiểu gì thì gặp đó không có thiếu trong xã hội này đâu. Vậy thì đó, cái học đó không phải là học để có trí tuệ trọn vẹn, cái học đó là học để có bằng cấp thôi, cái học đó là cái học thế gian, học thế thường, cái học rất là dở, cái học đó thậm chí không cần thiết, nhưng do cái định chế xã hội cho nên điều đó mới tồn tại. Dì hiểu không? Cái gì hiểu hỏi nha. Yeah. Mình ngu luôn rồi gì? Giữ lớn ngay trong chính giờ của hiện tại mình giữ giới mình có sự ăn. Ví dụ mình không có lấy cắp của người ta đi, mình đâu có sợ ai đó. Mình ăn cắp người ta cái người ta hỏi ô cái này đâu ra, mình nơm nớp lo sợ.
mình không cần kiểm chứng cái chuyện đầu thai là con người không, mà ngay trong hiện tại này mình không giữ giới là mình phiền não, mình giữ giới thì mình không có bị phiền não, nó lợi ích ngay trong hiện tại này. Vậy thì giữa một cái chuyện mà có lợi ích như vậy tại sao mình không làm, mà mình còn lấn cấn lu bố, mình đã đi làm cái chuyện mà nó gây ra sự đau khổ. Là phải suy xét. Không xảy ra. Người đó không có thành tựu. Người đó càng học càng khổ. Không. Đức giới này đâu học. Tức là nếu mà cái sao người ta có học, học những thứ có dính dáng, người ta trí tuệ. Những cái người đó khổ lắm. Họ nói một đàng, họ làm một nẻo. Họ mong phụng tử. Nhưng mình học được cái điều gì tốt mình làm trong đời. Đừng có bỏ cuộn nó. Giữa chuyện mình làm điều xấu, làm điều tốt, tại sao không làm điều tốt, tự nhiên điều xấu chứ. Teresa có nhiều lắm, trong đó các mẹ Teresa nổi tiếng là mẹ Teresa Calcutta ở Ấn Độ. Giúp người vô gia cư rồi đó, phải không? Mẹ đã được giải thưởng Nobel của bà ấy. Bà không phải là một Phật vĩ nhân. Không có quảng hồng đã quang. Do là một cái người tốt lắm. Ví dụ như Gandhi, Gandhi cũng là một người tốt lắm. Gandhi cũng không phải là một người tốt. Gandhi giải phóng Ấn Độ mà không tốn giọt máu, bất bạo động, rất là tuyệt vời quý vị. Mà Ấn Độ người ta phong cho ông là thánh, thánh Gandhi. Nó là một người tốt lắm. Một của bậc vĩ nhân cũng chưa chắc là người tốt lành nha. Chưa chắc tốt lành như người tốt lành đâu. Tại vì bậc vĩ nhân người ta phát triển về trí tuệ, người ta phát triển về sự hiểu biết. Cái mức độ tốt lành người ta chưa chắc bằng cái người kia đâu. Tốt lành tức là đúng rồi, tâm từ, tâm bi. Họ phát triển mạnh như vậy. Họ có cái tình thương rất là lớn. Họ thực tập cái đường khác thôi. Còn cái người này thực tập cái đường khác. Mình có thể sống hòa với con vật. Được chứ. Cái gì con hổ thì mình không nhận quan hệ. Ủa ai kêu con lợn chơi hổ gì, nó sống gần nó chuyện của nó. Này nó bị ngu à. Đâu phải con nào mình cũng cộng sinh trực tiếp được đâu. Có những con phải cộng sinh gián tiếp. Con câu trên mạng á, ví dụ muốn chỉ một câu đi, nếu mà mình gặp chỉ một câu, nghĩ một cái ý này mình muốn qua mình chỉ đó, người ta sẽ lại cho mình, nó không có ý định chỉ trốn mình. Nhưng mà nếu mà mình có ý định là mình sẽ giết nó hoặc là mình làm lông nó, mình ăn nó, thì nó sẽ trốn tránh mình. Chỉ một câu thì ta nói là chỉ một câu thì lại cái câu khác luôn là không thể chiến nó nhưng mà nó hiểu được cái ý định của mình. Cái đó là mình dùng cái thuật ngữ của mình để mình gọi là hiểu. Nhưng mà nó không phải là hiểu đúng. Dùng cái từ cảm nhận thì đúng. Em hỏi như thế. Nhà mà nó chói với mẹ. Chói mà cho người ta. Nó chói tiêu. Mình người ta vừa mới về xe như vậy. Nó lúc đầu kìa. Nó cảm nhận. Em bỏ mới. Mới thử. Mẹ rõ mẹ chưa cho. Mẹ nào cho em chỉ cho. Để nó chói cái tiêu.
chung. Nó cảm nhận được, nó cảm nhận được. Đó là cái bản năng tự nhiên của nó. Cái quý vị thấy sao vi diệu, đâu có gì vi diệu đâu. Giống như cái chuyện mà tụi nó biết động đất, nó biết trước, mình đâu có biết. Cái bản năng của nó có cái bản năng đó, mình không có cái bản năng đó, vậy thôi. Đúng rồi, nó đã cảm nhận được nguy hiểm, cái sự hiểm nguy đối với nó. Đó là cái cơ chế để mà nó tồn tại mà. Chính nó là bình thường. Từ cái đó, cái người ta mới có thể là con người hay sao được. Cái quả bình. Giống như Đức Phật vậy đó. Cái con khỉ là con sư tử. Nó sống được. Chứ không. Chuyện nó làm, chuyện mình làm. Nơi đó nó ở, nơi mình ở. Mình không làm tổn hại đến môi trường của ở của nó. Thì nó đâu có làm tổn hại đến môi trường ở của mình đâu. Con có đang được cái học chứ nhận lại nha. Đặc biệt cũng phải dạy nhẹ. Con lâu rồi con coi con mới ghi lên thấy cái này. Chứ có đặt con ở được cái này. Có tư liệu, tư liệu quá hợp lý. Con lại bỏ mấy cái chuyện. Ủa? Phải hỏi. Chứ phải hỏi. Mà ai biết trong đó bao nhiêu cái tà kiến nữa. Thì nó phải hỏi. Đó là à, có cái câu hỏi. Khi bất kỳ một cái gì á mà khởi lên á là cái tâm sân thì đều có tội hết. Khi mà một người nào khởi lên cái tâm sân là đều có tội hết. Một cái tâm sân nó có thể bao gồm bốn cái trạng thái. Thứ nhất là giận dữ, bao gồm giận dữ, buồn, phiền, sợ, đó đều là sân hết. Cái thứ hai gọi lên sự ganh tị với người khác, ganh tị với cái chuyện nọ chuyện kia là tiếp tục bất thiện tâm tiếp. Tiếp tục tới cái thứ ba là ích kỷ là dính vô sân hết. Cái thứ tư là cắn rứt, hối hận, đau khổ vì cái sự tốt mình chưa làm hoặc là đau khổ vì cái xấu mình đã làm là tội. Đau khổ vì cái xấu mình đã làm cũng tội, cũng bất thiện. Cái điều đó vô ích lắm, không ích lợi gì hết, làm cho mình phiền não. Thay vì đó hãy đi làm việc tốt khác đi. Rồi đó, bốn trạng thái đó là bất thiện. Tiếp tục ba trạng thái sau đây bước vào trong đây là bất thiện tiếp. Thứ nhất là tham đắm, mê đắm một cái gì đó là bất thiện, là xấu. Cái thứ hai, cái đúng mình cho là sai, cái sai mình cho là đúng là bất thiện. Cái thứ ba, trong cái nhóm này có của nhóm tham đây là hống hách. Hống hách cho ta là hơn người, đó là so đo, đó là so đo. Tham đó là họ nhà tham. Người tham mới cho mình như vậy. Người không có tham mới so sánh chứ. Hống hách với người khác. Có hết luôn, nghe hay quá. Có hết hay. Đó. Cho nên việc mà con cái tỏ thái độ với cha mẹ, nó sẽ rớt vào trong nhóm tính tham ở cái phần so đo. So đo tức là nghĩ là mình hơn người ta. À, như vậy đó là dính vào tội. À, rồi nghĩ mình bằng người ta cũng dính vào tội. Nghĩ mình thua người ta cũng dính vào tội. Nghĩ gì chứ? Trời ơi, chuyện mình học, mình lo học, làm, mình lo làm, mình so sánh người ta chứ. Chuyện ta kể ta. Thì mình đâu có phiền não. Ủa thầy, tại sao người ta cứ biết mình sợ người ta học gì? Hả? Thì cũng nhờ có thầy. Đó là nhận diện chính mình. Đó là mình hiểu mình chứ mình đâu có so. Cho mà biết mình đâu có nói rồi. Đúng rồi. À, cứ biết mà sao để mình có gì cả mẹ. Mình nhớ rồi. Dĩ nhiên là không. À, cho nên đó, mình phải biết, mình phải biết cái đó là của mình nó sai, sai thêm sửa thôi. Mà quý vị thấy mấy cái sai đó, trời ơi, nó dễ sai dữ lắm luôn, nó tiềm tàng, nó dễ sai. Đó, một cái tẹo, cái nhiều khi sai rồi mình biết, trời ơi, mình mới sai rồi. À, mình mới sai rồi thì sao? Sửa lại. Sửa lại liền. Tại vì mình mới vừa sai thì mình sửa được. Ví dụ như mình mới vừa nói một cái lời đó,
mà nó dướt vào trong sơ đo thì mình biết cái điều đó là sai, mình sửa lại, mình nói lại cái lời nói mới. Nói vậy hiểu không? Ok. Nhân hiểu không? Ok. Công Duy hiểu không? Ok. Nhớ mình học 14 tính xấu rồi, phải để ý rất vô 14 cái trạng thái đó là tội liền. Tội liền 14 tính xấu. Tội liền. Cái đó bữa sau mình mới học ở trong đây. À, 14 tính xấu đó là cho Công Duy mới học nào chiều mà là biết rồi. Còn lớp mình chưa, lớp mình chắc qua Tết mình tới cái tính tốt là tính xấu. Có 25 tính cao thượng và 14 tính xấu. Mình phải nét. Thôi mình tới đây thôi. À, biết con cái không làm hài lòng cha mẹ, không rầy la. Biết con cái không làm hài lòng cha mẹ, không rầy la vậy tội không là sao ta? Để phân tích rồi. Biết con cái không làm hài lòng. Ở trong đây nó nhiều lắm nha, nó nhiều cái thứ trong đây ha. Giờ phân tích vô nè. Ờ, thứ nhất á là hài lòng hay không hài lòng á là dính tham rồi. Nó dính tham rồi. Và mình biết là con cái nên làm. Cái điều này là điều con cái nên làm. Mà con cái không làm thì mình nhắc nhở con cái. Nhắc nhở con cái rồi mà con cái vẫn không làm. Mình nhắc. Nhắc nữa. Nhắc nữa mà con cái vẫn không làm. Mình cứ nhắc nữa. Mình cứ nhắc. Nhiệm vụ của mình chỉ nhắc thôi. Mình đừng có bực bội. Mà mình hay bị đó đó. Tôi cũng bị. Quý vị cũng bị. Mình nhắc mà nó không có làm đó thì mình bực bội. Mình bực bội là mình bất thiện hay thứ gì? Là tự mình có tội rồi đó. Thì mình chưa nói gì tới gì hết trơn, mình thấy mình phiền não rồi. Mà mình hay bị ngu dại gì lắm. Bị ngu dại, nó vô mình á. Cho mình biết cái đó rồi, cái mình đừng còn gớt vô đó. Còn cái chuyện của nó, mình nhắc hết lòng hết sức thôi. Còn nó sao đó là nó của do nó nữa chứ không phải vô mình đâu. Cho nên là mình cứ cố gắng, mình nhắc thôi. Nhắc rồi thôi, chứ đừng có sân hận, bực bội, buồn giận gì với cái chuyện đó hết. Tại vì cái trách nhiệm của mình là vậy, mình làm vậy thôi, vì cái điều đó đều tốt đúng cho nó. Tốt đúng cho mình nữa. Rồi sao mình? Cha mẹ mà không có rầy la con cái thì hỏi có tội không? Cha mẹ không rầy la con cái có tội không? Có chứ. Tội gì? Vô trách nhiệm. Tội vô trách nhiệm. Nếu mà cha mẹ không có rầy la con cái là vô trách nhiệm. Nhưng mà rầy la đây là gì? Không phải là chửi bới một cách sân hận. Mà rầy la được hiểu là dạy dỗ. Tức là cha mẹ phải dạy dỗ con cái. Cha mẹ không dạy dỗ con cái á thì thiếu trách nhiệm. Mà dạy dỗ con cái thế nào? Dạy dỗ con cái đến mức độ tối đa theo cái hiểu biết của mình. Rồi nếu như á, mà mình biết được có một xíu thì mình dạy xíu thôi, đừng dạy hơn xíu nữa. Tại hơn xíu nữa nó lố qua phần sai. À, mình chỉ biết nhiêu này mình nói nhiêu này. Ví dụ mà mình biết là con học có nên ăn cắp. Ăn cắp là sai. Mẹ biết cái chuyện ăn cắp là sai, con không được ăn cắp. Đó là mình dạy. Mà con mà nó hỏi tại sao ăn cắp lại sai thì mình nói cái đó mẹ không biết. Nhưng mà mẹ biết là ăn cắp nó không có đúng. Nếu như con muốn biết là tại sao ăn cắp nó sai, con phải gắng học. Con học đi con biết được tại sao ăn cắp nó sai. Mẹ chưa có học tới cái mức độ đó cho nên mẹ không biết. Mẹ chỉ được biết rằng là ăn cắp nó sai thôi. Vậy đó. Đúng đó. Điều đó là bình thường. Vì mình được dạy như vậy. Mình được dạy như vậy. Những cái người có hiểu biết dạy mình như vậy. Mình được thụ hưởng như vậy. Nay mình hướng dẫn để cho con cái của mình như vậy. Mình khuyến khích con cái của mình tìm hiểu. Để cho nó có được sự hiểu biết. Thì cái đó là đúng. Đó là rất tốt. Còn á, cha mẹ mà bao che con cái, bên vực con cái khi nó sai, cái đó là không đúng, cái đó là xấu.
cái đó là thiếu trách nhiệm, không có giáo dục nào. Nó như vậy. Chắc em chờ con nó công viên của mình chứ. Quá. Có ba đứa đi à? Có ba đứa cơ sở đi, công duy Lâm, ừ, ba đứa rồi. Lâm, Duy, công duy. Đó là cơ sở. Có không? Có 12 người đó. Rồi thôi, hôm nay mình tạm thời nhiêu này thôi. Chúc quý vị có cái Tết á, nhiều lợi lạc, gìn giữ trọn vẹn các cái giới của mình, để cho phước báo trổ sanh một cách đầy đủ. Rồi, chúc quý vị ngủ ngon. Bye bye, bye bye. Bà rước rồi đó con, nhanh lên. Đó là hậu quả.